Ok, và trước khi xem video này của mình thì anh em đừng quên cho mình một like và đăng ký và đừng quên lỡ cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube mình anh em. À, thì hiện tại chỉ có 20% là các bạn đã xem video của mình đã ấn nút đăng ký cho mình, thì còn hiện tại là 80% các bạn vẫn chưa ấn nút đăng ký cho mình. Thì mình hy vọng là tất cả các bạn xem video này của mình thì đừng quên cho mình một like và ấn nút đăng ký để ủng hộ mình thật là nhiều nha anh em. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, và chào các bạn đã quay trở lại với channel mình và mình là KG đây. Thì hôm nay tiếp tục trở lại với một video mới về Minecraft Backward. Cũng là thành viên của team chào nào mọi người. Hello mọi người. Ok bạn ơi, đâu rồi? Ô, này có Văn MC các bạn ơi, Văn MC. Văn MC đi rồi. Đây rồi ơi các bạn thấy không? Lâu ngày Văn MC mới trở lại là do Văn MC đi du học các bạn à. Đấy, mà hôm nay Văn lại trở lại đúng cái video mà liên quan tới những cái kiểu chết. Nói chung là nó cũng đắt lắm bạn ơi. Thì nói chung là ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi Backward, nhưng mà tụi mình có tới 1 tỷ lần chết các bạn. Đấy, nghe nó hơi kiểu đắt đắt bụng bụng lò mau đúng không bạn? Nhưng mà thật ra những cái chết này là do những cái bẫy các bạn. Đấy, tụi mình phải chết bằng những cái bẫy thì nó mới được tính nha bạn ơi. Còn tụi mình tự sát thì nó sẽ không tính cái lần chết đâu nha các bạn. Đấy thì ok, thì trước xem nó mình thì nên đừng quên một like nào, đăng ký và đừng quên lắng cái chuông cá và đăng ký và chọn tất cả để không nào mèo mới từ kỳ tiếp nha mọi người. Đừng quên là qua kênh của tất cả mình nút tay họ tiếp nha. Ai quanh một xe trở lại sắp có video các bạn ơi, let's go. À đây, chúng ta sẽ có những cái chỗ để mua cái bẫy nè bạn. À bẫy này thì cần tới 10 lần chết lần hả? Ok. Nhưng mà giờ thằng đăng để làm gì ấy? Gì? Thằng đăng. Thằng đăng mà. Ừ, thằng đăng này thằng đăng là thằng đợt lộn là thằng chết. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên này nha các bạn ơi. Gì đây? Cổng thứ nhất đánh thần chết sẽ rơi ra huy hiệu giúp bạn chết. À, sao? Con gì cắn tôi vậy? What the hell man? Ảo thiệt. À vậy bây giờ là mình phải quýnh mấy cái ông thần chết này các bạn ơi. Đây quýnh thử các bạn ơi. Có thấy nó rơi ra huy hiệu này. À nhưng mà đồng thời cái ông thần chết ông sẽ quýnh mình nha các bạn ơi. Ok, I'm fine. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái này thử nha các bạn ơi. Đây xài đấy, được cộng 1 lần chết rồi các bạn ơi. Đấy, như thế là mình phải đi kiếm đâu đó khoảng 10 cái yêu hiệu mà mình dùng nha các bạn ơi. Nó cũng hơi ảo mà cà đà đấy. Nói chung thì cái giai đoạn đầu thì nói chung là nó cũng khó khăn các bạn. Đây mình sẽ quýnh nhiều. Trời ơi, mình sẽ quýnh nhiều lần nha các bạn ơi. Cho con đủ 10 cái đi ông ơi. Chết luôn rồi. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này. Ui còn hiếu 1 cái nữa các bạn ơi. Để mình qua mình quýnh thêm bạn ơi. Đủ 10 cái xong mình giờ mình dùng 10 cái luôn cho nó rõ nha các bạn ơi. Let's go. Đánh thêm cái nữa. Đây rồi, đủ rồi bạn ơi. Yeah. Ui mấy điện đai liên tục luôn bạn ơi. Trời đất ơi. Mình nghĩ là mình phải tắt chat hả bạn ơi, chứ nhiều cái hiện nó đai lên quá, nhìn nó hơi nhức mắt bạn. Đây giờ mình sẽ đây đấy, cộng lên 2 các bạn ơi. Ui mấy điện chết liên tục luôn kìa bạn ơi. Đây. Rồi, 15 chết rồi. Như rã luôn bạn. Mình sẽ chết. Let's go. Mười này, sai quá nhân nhãn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mua thử cái bẫy đầu tiên các bạn ơi. Để coi nó là cái gì các bạn ơi. Ủa gì đây? Ui này biết bánh luôn hả? What the hell man? Vậy tôi mới gì vô cái cái gì nó nổ chết tôi luôn ba. Ảo thiệt các bạn từ nha. Để mình coi cái bẫy đầu tiên nó sẽ là cái gì các bạn. Để mình zoom ra cho các bạn coi nha. Đấy, hình như mình phải đứng dưới đây và mình nhấn shift nó sẽ kích hoạt bạn ơi. Thôi như thế nào. Quý nhìn lên trên nè. Ui hình như nó là cái đe các bạn à. Hình như là lần này mình chết là mình phải nhờ vô cái đe các bạn ơi. Đâu nha, để mình zoom lại thêm một lần nữa nha. Đây đứng đây luôn nè, coi nó gì rớt ra nha. Gì đây? Đấy, nhìn lên trời. Đấy, cái đe rơi xuống đầu và vỡ mồm nha các bạn ơi. Ok. Rồi, bây giờ mình đã có 30. Ui, 50 là nâng được cái ngụm tiếp theo nè các bạn ơi. Ok, đơn giản thôi. Mình cứ nhấn shift và mình nhìn lên trời các bạn. Đấy, đây. Rồi. Ôi, nó đau đớn gấp 10 lần luôn hả? À, đúng rồi, nó phải đau đớn gấp 10 lần cái tự sát kia chứ. Đấy, rồi, lên 50 các bạn ơi, nâng cấp cái tiếp theo luôn các bạn ơi. Để coi cách ngụm tiếp theo nó sẽ là cái gì đây. Bẫy chết level 2 các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ phải zoom ra tiếp bạn để mình coi nó là cái gì các bạn ơi. Để coi là sẽ là cái gì rơi vô đầu mình nha các bạn ơi. Cái gì đây? Ừ. Lần này là anh Golem rơi vô đầu mình ba. Ảo thiệt. Đó, lại coi. Để mình đứng ra mình nhìn nha các bạn ơi. Đấy anh Golem kìa. Anh Golem đè ngủm mình luôn rồi các bạn ơi. Ảo thiệt. Ok, cái tiếp theo là tới 150 đúng không? Nhưng mà bây giờ mình cần phải rút ra đó các bạn. Mình rút ra trước đã. Bây giờ mình mua block cái kiểu mình đi bb các bạn. Trời ơi, đấy mình. Uầy, lần này rút là rút trong một cái này gọi là cái gì vậy ta? Một cái chum hả? Nồi xương. Cái vạt. Một cái nồi hay một cái vạt gì đó các bạn à. Đấy, nhìn kiểu có cái hình thằng đầu lâu rồi nè. Nữa cái vạt thằng đằng hoài hề luôn. Thanh niên này đi Mỹ về xong là cứ thằng đằng không bạn ơi. Hề luôn, không biết bệnh chắc thằng... Th- không,
chắc là thằng đó thôi bạn. Mua block để bảo vệ giường trước đã, không là mình đang ngủm cái mấy con dê đó qua lập giường tôi là không được, phải bọc giường trước. Đấy, Van MC mới trở lại Bedwar chơi lại, không biết chắc là bro hả các bạn. Biết chơi kiểu gì đây. Thôi đừng có xạo qua, bữa bên Mỹ thấy chơi Bedwar dữ lắm. Ok, từ nha là mình phải đi nhờ anh Golem một tí thôi các bạn ơi. Nhờ anh Golem đè mình vài cái nữa bạn à. Đấy, để mình tăng điểm nha các bạn. Okay. Gì ba? Đây, đấy. Ui lên 200 điểm luôn các bạn, quá dữ luôn. Ok. Đấy, mình sẽ lấy tiền ra, mình sẽ mua bộ giáp đầu tiên là cái gì đây? Set tử Linh Sơn. Ok, nó là gì cũng không biết nữa bạn ơi. Này do anh trọng tài set đó mình cũng biết. Trời ơi sao tôi mặc bộ giáp nhìn nó kỳ lạ vậy. À đây, các bạn thấy cái body của tôi không? Trời đấy, nhìn nó kiểu xuyên thấu bạn ơi. Ngày hôm nay mình giả thành một con ma các bạn ơi. Nên là nhìn nó hơi xuyên thấu một tí. Gì đây? Liềm gặt lúa. Ủa, what the hell man? Cái liềm của thần chết mà phải đi gặt lúa hả? Really chắc thần chết cũng phải đi làm á. Thần chết cũng phải đi làm thì mới có ăn á, kiểu như vậy. Ok. Ui rồi, ui rồi, ui rồi, dịch chuyển kìa. Ui rồi, này. Ui, cái cây này đánh dịch chuyển các bạn ơi. Ui rồi, vậy đập bìa. E đập bìa. Rồi, cũng đài. Ui, bên nhà có. Đúng cái lỗ. Sao giữa có nguyên lỗ bự cho bó vậy trời đất ơi. Ngáo thiệt. Hình như nhà con giời biến ngôn nâng cấp tới cái này các bạn tự nha. Giờ mình tự sát tiếp bạn ơi. Ok. Later. Rồi, mình sẽ nâng cấp cái này các bạn ơi. Ok, 7 level 3 để coi nó là cái gì các bạn ơi. Cái gì đây? Ủa, level 3 là cái gì ta? Rồi nha, để mình phải zoom ra xa bạn ơi. Ra boy. Mình phải cái gì ông nội? Hay luôn, người ta đang tự sát mà. Đưa lại coi, đưa lại. Rồi, nó quýnh không chạy các bạn ơi. Hit and run nè, đập đường á, đập với chúng tôi nè. Ui ôi này thì nhảy vào đây. Ok, từ nha, mình đang đói rồi. Đây, mua táo vàng các bạn ơi. Mua táo vàng ăn cho sang. Và xong chú ông bán hàng. Đi khỏi lấy luôn. Ok. Đâu để mình coi này là gì các bạn. Hề luôn đang con giờ nó qua đánh mình bạn ơi. Để coi nó là cái gì các bạn ơi. Mình không có thấy rõ luôn bạn ơi. Đâu để mình nhận xíu lại nha. Để coi nó rớt cả cái gì đây. Ui ôi. Ra cái thứ ba là cái ngôi nhà của bác dân làng các bạn à. Ui ôi. Lần này là bị nhà đè nha các bạn ơi. Đấy. Trời ơi, nhà nó đèo quá coi. Trời ơi, ít 6 lần sát thương các bạn. Não thiệt, ok. Đấy, lên 60 luôn hả bạn ơi. Đấy, rồi. Quá đơn giản mạc. Bây giờ mình đổi giáp khác không ta. Tính ra cái cây này xịn nè. Cái cây này đánh người khác là người đó bị kiểu dịch chuyển random các bạn. Ok, hay là do bộ giáp người ta. Mình cũng không biết nữa các bạn ơi. Ngoài tính ra mặc bộ này, cầm cây này quýnh là kiểu nó dịch chuyển. Giờ bên kia đang tự hủy quá. Mình phải gặp Vanh để mình chiến chiến á. Ủa Vanh đang trọng màu vàng hả? Ủa what the hell man? Sao nhà màu đỏ? Nhà màu đỏ màu vàng là sao? Ủa sao mình đánh Vanh thì không bị chịu. Ủa ôi giờ này sao tay vậy ai? Ủa giờ này mới tập gym đúng không? Tự lại. Đấy, do bộ giáp hoặc là do vũ khí ấy. Cũng không biết được. Đấy. Đứng lại. Không biết rồi. Rồi mắt chị chạy qua nhà Vanh MC. Ảo gì qua. Banh MC. Rồi xong Banh MC đi luôn. Này, đây. Ủa chết dở, tụi tôi qua nhà Banh MC luôn rồi. Banh MC. Sao đây nhà dịch chuyển ta? Do giáp đấy bạn. Nice. Rồi ơi. Giáp xịn. Giáp này kiểu có thể né đòn được. Ủa, giờ đâu ra đây? Giờ đâu ra đây? Ui dồi, rồi xong tôi chạy, thôi chạy bạn ơi. Chạy. Ôi da, anh đánh lại được 50 điểm. Gì, em đánh được 50 điểm mà ảo thiệt chứ. Ok. Ở đây có mỗi con dời bí ngô là ngủm tới 32 lần luôn kìa các bạn. Dời dời ngủm nhiều nhất. Ở bằng nhau luôn kìa. Ô, có mình 28 mà mình ít nhất các bạn ơi. Trời đất ơi. Khó chịu ghê. Này, mình phải đổi ra để mình mua cái bộ giáp khác bạn ơi. What the hell man, đâu ra đây, trời ơi. Thấy đó. Hay không? Hay nè. Đây gọi là bro đấy. Ê, what the hell man? Cho em ở đây. Gọi ra đây. Này. Bắt đầu rồi. Trời sao lên trên đó đứng luôn vậy ba? Ảo thiệt. Quả bộ giáp này. Ủa, chưa rớt nè, chưa rớt làm lại. Yêu cẩn thận, đằng sau kìa. Lên cao nó kìa, nó lên cao nó vậy. Trời, bắt tiêu luôn rồi. Bắt tiêu sao bắt tiêu nhà em vậy? này, một mình clear luôn. Chưa kịp đi luôn, quá ảo thiệt. Giờ biết ngồi đâu ai?
Thằng Sợi biến ngôi chắc chạy về nhà luôn hả bạn ơi. Hề luôn á. Đang tính đổi bộ giáp thôi mà. Đây đổi bộ giáp gì đây. Ủa. Hả này 128 lần hề luôn, hiếu 8 tiền. Trời ơi cứ tưởng nó bị lỗi chứ. Đây. Xếp bạo hực dương. Rồi, tính núp đây đập giường à. Hề luôn. Nghe tiếng đập block là thấy là lạ. Ô bạn ơi, hề luôn rón rén hả cưng quá đâu. Này, ui bạo hực dương à. Cái này như đau bụng đúng không ta? Lúc bạo thật nè. Bạo thật chắc là bị đau bụng bạn. Ui, uầy, nhìn bộ giáp này có cái cánh nè. Ôi, có cái áo choàng lấp lánh nè. Đi nó còn phất phơ nữa các bạn ơi. Ok, rồi nhá cái gì đây? Lưỡi hái linh hồn này. Lưỡi hái bạo thật. Ok, mình đổi cái lưỡi hái linh hồn. Từ phải rút thêm tiền các bạn, hết tiền rồi. Ai rồi cũng phải nghèo thôi. Rồi ra đây, mới rồi cái đó chưa rồi. Ra đây solo lưỡi hái linh hồn rồi coi cái này không biết có kỹ năng gì không đây. Có khả năng hút một phần máu khi tiêu diệt đối thủ. Oh, ok ok. Ok, nhét nhô, nhét nhô. Rồi đây. Nhà này nhà nào đây? Nhà bình biến ngô rồi. Qua nhà Vanh bạn ơi. Phải gọi đi thăm Vanh nhiều gió bạn ơi, bảo Vanh. Ấy da. Úi giời. Rồi có cái khi gì kìa. Ôi ôi, mình đánh cho mình bị choáng quá. Dễ, mấy thứ kia không mua. Có ngon thì đừng đỡ khiên. Có ngon thì đừng đỡ khiên. À đúng rồi, cứ đỡ khiên các bạn ơi. Khiên nó đánh, đánh vô là mình bị choáng. Ôi sao anh điên lút được kìa. Này. Ủa giáp con rời châu quá bạn ơi. Ủa con rời này nhân tới cái giáp gì luôn rồi. Ủa giáp gì trang mình mà sao anh điên châu dữ vậy. Này tao xe lộn. Thì Khang cũng châu vậy mà. À thế à? À không, đỡ khiên. Đỡ khiên này mình sẽ quánh gọi là loạn trạng cho anh đi không biết đường nào mà đỡ luôn các bạn ơi. Để coi ai sẽ là người ra đi. Ơ, tôi là người ra đi rồi. Từ chưa còn sống bạn ơi. Ai à, đi rồi. Đi rồi đấy, giờ mới đi nè. Giờ mới thật sự ở đây á. Ok. Khang cháy đánh nhau với bay hả? À đúng bạn ơi, đánh rời banh như kiểu tự đấm khúc gỗ rồi. Này núp với chúng tôi. Lại con rời này qua nữa. Rời này nghe lời con rời văn xong lại đổi cái khiên nữa rồi các bạn ơi, cay thật. Con rời này biết cách dùng hết rồi. Sao? Mình cũng đổi cái khiên luôn các bạn ơi. Mình sẽ cầm trên tay, cái khiên này cầm trên tay khi đó phương đánh mình thì kiểu nó sẽ phản lửa lại người đối thủ bạn. Ok. Rồi mình đổi kiếm khác mà kiếm này yếu quá. Đổi kiếm này lưỡi hái bạo thật đi. Ok, cho nó giống cái tên của cái bộ giáp nha bạn ơi. Rồi luôn tôi hết số lần đai rồi. Tôi phải đi đai tiếp bạn ơi. Ok. Ê, đâu đây? Ui ơi. Đấy. Let's go. Ô không chết luôn. Ô đánh chết rồi rồi. Đốt máu. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Gớt nào. Rồi đè. Ok, lên 300 các bạn, quá nhanh luôn. Ok, lại rút thêm tiền, đổi cái vũ khí liền cho nó xịn coi. Gọi. Gọi luôn. À đây, hên quá vẫn lụm ra được các bạn ơi. Cứ tưởng bác này trơm của mình luôn các bạn ơi. Cái gì đây? Lưỡi hái bạo hực, chuột phải quăng lưỡi hái về phía cà hù. Ok. Đâu, chuột phải. Bạn cần năng lượng. Ok. Hình như mình phải cần đi tiêu diệt thanh niên khác để mình có cái năng lượng các bạn ơi. Ok. Đây mặc giáp vô lại. Nào, let's go đi thôi. Rồi, không có hái chờ vậy. Nãy thấy mà không đánh, giờ không thấy ai. Núp à dưới đâu, núp à. Này. À, luôn bạn ơi. Này. Ui, đúng rồi, chiến đấu những người đang ở đây. Để coi ai là người đi trước nào. À, đúng rồi, đỡ khiên các bạn ơi. Con ơi, đừng đỡ khiên. Thôi, còn 4 máu à, đỡ khiên chi nữa. Quay cái kiếm này tính ra chém nó kiểu. Đấy nó. Sao ta? Nó cứ lan lan ra các bạn ơi. Đấy nó rồi xong cứ bị trái vậy luôn mà. Rồi đúng. Chém tự chết đây. Cay thật đấy. Đấy, ngon đây. Này, giỡn này. Đấy. Đấy bây giờ mình có cái linh hồn nữa các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng cái kiếm này thử nha. Rồi qua nhà biến ngô coi, em mượn tạm biến ngô để sử dụng cái thử cái kiếm này coi. Ai à. Rồi không bọc giường đâu bạn ơi, được chứ. Ê, LB kìa. Này. Đất ơi, xong tôi tự đi vô tôi té tôi chết luôn, bà ảo thiệt à. Chưa kịp dùng kỹ năng nó mà chết rồi. Trời ơi. Mua cái gì ấy? Hình như mình chết là mình mất cái linh hồn bạn ơi, cay thật. Để mình mua hiểm táo vàng bạn ơi. Mua hiểm táo vàng nè. Ok. Sao không có đam? Mua hiểm táo vàng đi. Trời ơi, cái gì mà nó không được. Nè. Không có thiên được. Đây mới là có đam nè. Nào, let's go. Giờ mình phải đi kiếm thêm linh hồn bạn ơi. À luôn cái kiếm này muốn sử dụng kỹ năng của nó là mình phải tiêu diệt một một thanh niên bất kỳ để mình có linh hồn.
này. Coi đừng đỡ khiên, coi đừng đỡ khiên. Con ơi đừng đẩy khiên. Rồi. Thề nó chơi dịch chuyển mày ơi. Con ơi đừng dịch chuyển nữa. Này. Rồi này đứng lại. Lại đỡ khiên các bạn ơi, thề đừng ghét khiên người ghê quá. U bắn. Đấy cũng rời bắn rồi đấy. U bắn. Đây. U bắn. Ai sẽ được linh hồn đây? Của em. Mình được bạn ơi. Lụm luôn cái linh hồn luôn. Yeah, được hai linh hồn. Bắn này. Ủa, vậy thôi hả? Ủa, bắn ra màu đỏ vậy thôi hả? Thề luôn, giỡn quá bạn ơi. Đồ đẻo. Đồ giỡn rồi, trời đất ơi. Thôi về nắng khác bạn ơi. Đánh lâu quá, về nắng khác rồi. Làm đi tìm linh hồn gần chết luôn. Cuối cùng bắn không được vậy trơn. Phải thế anh ạ, phải thế mới okay. Ăn tiền. Cái này là 256 đúng không? Ok, tội nhá. Bây giờ mình nâng cấp hai cái còn lại đúng không bạn ạ? Bây giờ mình phải đi ngủm trước đã. Kiếm nâng cấp hai cái còn lại luôn. Đấy, 292 rồi. Nâng này đi. Ok. Này là level 4. Level 4 là cái gì ta? Tội nhá, để mình zoom ra đó bạn ơi. Đấy, để coi đó là cái gì các bạn ơi. Rồi, nhưng xíu nào, có gì đây? Rơi xuống đây. Bị ngon ném xuống vực. Khỏe. Rồi xong thấy gì trời vậy? À đúng bạn, áo thì sư nhưng ship quan cũng được bạn hề chắc bị lắc bạn à. Từ nha, để mình làm lại bạn hề luôn. Mình... được rồi. Ở đây. Ngoài luôn. Ô hình như thiên thạch rơi vô đầu mình bạn ơi. Ô quay lần này là cộng tới 100 luôn nha bạn. Đây đâu đây, coi lại coi phải thiên thạch nha bạn ơi. Mình thấy có lửa đâu bạn. Đấy. Lửa miễn phí đâu dữ đó. Đây rồi, rơi vô cái đầu mình. Ok, nói chung là lần này lẻ hơn nãy. Ui. Nhưng mà cái cuối cùng là tới 500 lận. Ok, thấy không? Mình cứ để này nó rớt xuống đầu thôi bạn. Đấy. Ui ôi. Ok, 400 lần, xin nhã cái. Ok, tiếp nào. Là, come on. Ui, hình như một lần nó chịu hồi tới hai cái lận các bạn ơi. Đúng rồi, sao vỡ được. Đây, nâng cái tiếp theo luôn, level 5 để coi đó là cái gì các bạn ơi. Đấy, nâng cấp mát hết luôn các bạn ơi. Chết rồi. Đâu, cái gì đâu? Cái gì đây? Hãy nhìn lên trên. Ui. Ủa, cái gì vậy? Ủa? Ra ngoài. Đây ơi, cái cuối rồi. Là cái gì vậy ta? Cuối là cái gì mình chưa kịp nhìn luôn bạn ơi. Từ nha, đứng đây nè. Ô, cái này sao nhìn nó màu xanh nước biển mà màu xanh lá cây nữa nha. Hình như là trái đất luôn ta. Đúng không nha? Các bạn coi thử coi nó phải trái đất không bạn? Áo giờ mình thấy nhìn nó kêu như trái đất ấy. Đây. Ok, mình cũng không chưa biết là cái gì nhưng mà nhìn nó có vẻ giống trái đất bạn ơi đấy. Bạn comment thử coi các bạn thấy nó giống trái gì nha bạn ơi. Không biết nó là trái gì luôn, chắc là trái banh hoặc là mà nghĩ là cái này phải là trái đất. À, trái đất đè mình gọi là sao ta? Nó mới bị sát hương nhiều tới vậy các bạn. Ok. Thiên nữa được không? Thôi đấy. Đè có tí thôi mà lên tới 1009 lần đai luôn các bạn ơi. Ok, mình sẽ rút một đống tiền ra để mình mua bộ giáp khác cho nó xịn hơn các bạn ơi. Rồi, bộ giáp cuối cùng luôn. Rồi, đây là set thần chết luôn các bạn ơi. Rồi, mình chuẩn bị biến thành thần chết rồi các bạn ơi. I'm the thần chết. Ok. Rồi, mua cái lưỡi hái thần chết luôn các bạn. Tự nhiên hết tiền rồi. Lại mua thêm tí tiền. Ok. Lưỡi hái thần chết nè. Rồi, bộ gọi là vũ khí cuối cùng luôn các bạn ơi. Let's go. Để coi cái này có kỹ năng gì không. Lưỡi hái đoạt sự sống của kẻ hù. Ấy da, nghe ghê dữ trời. À, ghê á. Ok. Cái gì bay vậy? Màu tím nó bay kìa. What the hell man? Gì nó bay giữa không trung luôn ba. Như kiểu có UFO vậy. Coi có ai làm biết không? Ôi. Ê à, đây hình như có trận chiến đang diễn ra bạn ơi. Qua luộc cái nào. Ấy. Rồi này. Này ui. Thề luôn con đời đỡ khiên các bạn ơi, thề luôn. Chế đỡ khiên, ngon đừng đỡ khiên nào. Này, đã thế mình chui đây mình đánh luôn các bạn ơi. Đúng rồi, cứ đứng đỡ khiên kìa. Này, ném. Đai liền, dài, quá non với cái bộ giáp luôn các bạn ơi. Ok. Rồi nha, tầm này phải đi đập giường thôi, tầm này mình cũng đã nâng cấp xong hết rồi. Mấy con dời này chắc cũng nâng cấp hết mấy cái bẫy rồi bạn ơi. Bingo. Ui, cái này ném một cái vô đầu Bingo u đầu luôn bạn ơi. Rồi, chơi dùng khiên. Quá sao thấy nhìn này khỏe. Đợi, đúng rồi, cứ đứng đợi. Đấy, đập vừa rồi, đợi. Rồi xong đi luôn rồi bạn. Vừa đập xong cái giường, cái con dày gỡ khiên cái mình ném cái rồi đi luôn rồi bạn. Ảo thiệt. Ok. Quá đen cho biến ngô. Đây rồi. Em mai em chém trúng à.
ăn ké cái đây bánh kiểu gì ấy. Ui da đau quá này chục trái thôi là được cho trái ném ra. Ui à ôi khỏe nha, khỏe không? Khỏe không? À. khỏe luôn chứ. Này này đúng rồi, nó có chí mạng mà, ở đây nó ghi là 20% sát thương chí mạng nè, 100% hút máu luôn. Ây da, ui hút nửa thanh máu của tôi luôn kìa. Trời ơi, dạ đâu rồi? Ủa? Dạ đâu rồi? Ủa? Nãy mới thấy đứng đứng đây mà sao nhảy mất tiêu rồi? Thôi xin giường, nhảy xuống thôi xin giường. Ném này, ném này. Ui. Không dính kìa. Ngon gỡ kia ra, ngon gỡ kia ra. Giờ như nó ăn rồi, giờ như nó ăn mạng đó rồi. Ảo thiệt các bạn ơi. À đúng, giờ như nó chơi két mạng của anh MC kìa. Anh MC đi rồi nhá, anh MC đi rồi nhá. Mất giường rồi, ok. Đi rồi sao cứ chết hoài vậy? Thì kéo ba đi, à, đứa đứng ra chi cho người ta ném. Ủa, ô, ném hơi còn dính kìa, ảo thiệt các bạn. À, tôi ném con cái hình như ném chục cái không dính phải. Quá non. Ok. Này rồi, ngoài tính ra vũ khí cuối cùng này kiểu có cái lưỡi hái đoạt mệnh bạn ơi. Ok, đoạt mệnh tôi luôn. Rồi, đổi NP đó bạn. Rồi nha, để mình rút tiền ra mà đổi NP đó. Đi chưa nhỉ? Đi rồi ba. Đi từng lúc em đập giường luôn rồi. Này, ném một quả NP. Ây da, ôi, một đống kìa. Ôi, xong rồi ném được nhiều quá nha. Xong rồi ném ra nhiều quá. Rồi sao ra ném được nhiều hay cây vậy ta? Mua 2 cây kìa. Ê luôn. À mua 2 cây luôn hả? À giờ này mua tới 2 cây luôn hả? Không, thực ra có 1 cây à. À ok, thế cũng phán như đúng rồi. Ủa, giờ chưa hồi sinh. Hoặc là giờ chưa hồi sinh đó nha. Ô. À, ôi ơi, được, mới đập cái giường xong. Này thì ok, ra đây chiến một trận sinh tử với em nào. Cây thật bạn ơi, vừa nhảy xuống cái tay luôn à. Ghê quá cái cây này, ghê quá bạn ơi. Ủa, trời ơi. Giỡn cái tôi hả? Ảo thiệt bạn ơi, hề luôn. Tính ra là tưởng là giờ tính ra ném LB được kìa. Nhưng mà giờ phải đi với bạn ơi, ảo thiệt bạn ơi. Tính ra đang định có một cuộc chiến gọi là căng thẳng các bạn. À, căng thẳng này tồi nha, để bây giờ hồi sinh tất cả mọi người đây xâm chiếu một lượt luôn các bạn ơi. Vậy cho nó khó chơi. Ok. Yeah. Vậy cho nào. Quay. Ai cũng có ý kiếm nó các bạn ơi. À, cho xin quả táo nha, cho xin quả táo nha. Cho xin quả táo nha, hết táo rồi. Ok. Thật ra là mình win đó các bạn ơi, nhưng mà mình muốn có một cuộc chiến gọi là sinh tử ở đây các bạn cho nó vui. 3 2 1 bắt đầu. Chưa mà, chưa hồi máu xong mà. Ok, gọi chiến luôn đi, khỏi cần hồi máu luôn. Bờ rô mà. Thắt là chết mà. Cay thì các bạn rời canh đúng lúc mình đang ăn quả táo bằng cay. Thật là tôi đi luôn nè. Rồi, bắt đầu nha. Lại nè, lại nè, chuẩn bị là 3, 2, 1, vô. Đọt mệnh chân cái kéo. Đọt mệnh chân cái kéo. Thầy, ném thôi. Đây rồi, dính rồi. Oh! Ủa, để Mingo đâu? Mingo chui lên đất sao ấy? Đây nè, nghe tiếng ăn đâu đây nè. Đâu rồi? Rồi này, cuối cùng còn chơi nấp nữa ba, hua rồi, nấp chi nữa. Rồi, đâu nữa rồi ta? Đây này, đây. Đâu? Cái end zone đấy. Cú là chết à? Này, trời ơi, đã thế còn nấp nữa, hua rồi. Đã bảo trận chiến sinh tử không ra BB luôn, ảo thiệt bạn ơi. Quay chỉ tính ra ngày hôm nay mà đã nâng hết tổng cộng là 5 cái 7 các bạn. À, giúp cho mình có thể ngủm rồi các bạn, tự ngủm mày hôm nay. Cái đầu tiên là cái đầu tiên là cái đe bạn ơi. Ok. Tiếp theo nó sẽ là anh Golem bạn ơi. À, anh Golem nặng 100kg đè cái bẹp cái rồi đẹp dí luôn bạn. Đấy. À, ok. Tiếp theo nó sẽ là cái gì ta? Ủa, cái gì quên mất tiêu ta? À. Ngôi nhà của bác dân làng các bạn ơi. Đấy, ngôi nhà của bác dân làng sẽ đè bẹp mình bạn. À, ok, những cái chết của rồi, vô lý nhất khi ấy. Ok. Cái tiếp theo hình như là thiên thạch đúng rồi, tiếp theo là thiên thạch. Còn cái cuối cùng, cái cuối cùng mình đang phân vân không biết là nó là một quả banh
quả bóng hay là trái đất các bạn, mà mình nghĩ là sẽ là trái đất các bạn, tại vì là cái bẫy cuối cùng và cũng là sát thương cao nhất các bạn, thì mình nghĩ là đó là trái đất rơi vô đầu mình nha các bạn. Đấy. Rồi ok, thì nói chung là ngày hôm nay gọi là sao ta, tuy là chưa được 1 tỷ lần chết nhưng mà nói chung là cũng chết khá là nhiều các bạn ơi, tới 2000 mấy lần chết lần này để các bạn hiểu. Chết rất chi là rất chi là nhiều cái ném ra để đặt bản bạn ơi. Ok, thì bây giờ hết rồi, các bạn hết video của mình thì đừng quên một like nào, đăng ký và đừng quên đăng cái chuông, cái mình ký và chọn tất cả để không lỡ video mới từ kênh YouTube nha mọi người. Đừng quên là qua kênh của tất cả mình nút tiêu họ tim nha. Ok, cộng giờ tí. Hẹn lần sau ba người. Bye bye. Bye bye. To the A, to the A. To the A, to the G. Khó khăn khiến tên này chi. Đi tiếp tôi sợ gì, vì anh này nút thêm và luôn có nhau. Khó khăn, nỗi đau, lập ra kênh YouTube bằng đam mê và nhiệt huyết. 2017 chính là lúc anh bắt đầu.